Học truyền thông đa phương tiện có gì thu hút nhiều Gen Z theo học? Ngày xưa học truyền thông là mấy cô hàng xóm bảo học truyền thông là chỉ làm quảng cáo phát tờ rơi cùng VHU tìm hiểu có đúng như vậy không nhé? Xã hội học, tâm lý học, văn hóa học, quan hệ công chúng. Ủa? Truyền thông đa phương tiện luôn hả? Ai nhắc gì đến ngành truyền thông đa phương tiện của tôi vậy ta? Các bạn có biết không, ngành truyền thông đa phương tiện hiện nay là một ngành học vô cùng hấp dẫn với giới trẻ của chúng ta. Giới trẻ hiện nay thì có đam mê sáng tạo trong lúc ăn, lúc chơi, lúc học và cả tương lai nghề nghiệp của chúng ta nữa. Môi trường làm việc năng động cũng là ưu điểm của ngành học này các bạn nhé. Hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu về nguồn nhân lực truyền thông đa phương tiện để có thể quảng bá những sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ của mình. Và đặc biệt, ngành này lương vô cùng hấp dẫn. Ủa? Ai vậy ta? Em Tư của tôi nè. Mọi bí mật về ngành truyền thông đa phương tiện sẽ được mật mí tại Đại học Văn Hiến.